đỏ giấy khen cho bạn Tim cái đã. Bây giờ bạn Tim bạn dâu đã vào trong đầm sen rồi nè các bạn ơi. Nếu như bạn nào á, mà có giấy khen giống như bạn Tim, tức là cái giấy khen hoàn thành xuất sắc các cái nhiệm vụ, các môn học á, thì bạn đó sẽ được đầm sen miễn vé vào cổng hoặc là giảm 1/2 số tiền để mua vé. Trời khá nóng nên bạn Tim bạn dâu quyết định là sẽ ăn một cây kem cho giải nóng. Con kem khoai môn. Đợi chút cô vô cô bán cho nha. Gật đầu nếm thử rồi gật đầu nữa. Cộng cái vô cái con à. Vô. Đúng rồi. Vừa đi về ăn nha con. Đúng rồi, đoàn tàu ở chạy đường đó đúng không? Chùm này giống cái chùm thần không mày dâu? Giống cái chùm thần hồi nãy con coi á. Có không con? Coi chừng ướt cái vòng dây á con kìa. Wow, cái ôi cắt kìa. Dễ thương quá ha. Chú đồng nộp đó, đó là con của chú ếch đó, thôi thả đi con. Rồi thôi quẩy ba lô lên đi nè, thả chú đi con, bye bye. Được rồi. Có thằng bòm nữa kìa anh, sau lưng anh là thằng bòm rồi kìa. Rồi chụp tấm hình ra nha. Rồi nè dâu ơi lên chống cạnh đi mày chụp tấm hình nào. Rồi nhìn đây nha. 1, 2, 3 Rồi, đi tiếp đi con. Quá dễ thương luôn. Còn 7 chú lùn, bạch tiết đâu mà có 7 chú lùn vậy. Chú lùn lùn hơn hai tiên luôn nè. Đây. Quá dễ thương quá, chụp tấm hình nào. Dâu đều khoái mấy con thú không mà, dâu đi vòng vòng. Dưới thân bằng lại con. À đây là khu trò chơi dân gian đó các bạn. Cái này khó đi lắm á con ha. Con nghĩ con đi được không? Được không? Chơi là con hai vé hay sao? Ba đi kìa. 10.000 hai vé. Dâu đâu dám đi hả con? Con không biết đi đâu. Để ba thử cho chúng ta xem nha. Có gì thì nghĩ là cái gì ta thả cho. Không, cái búa là hai lần trúng đó. Còn thôi lấy ba lô. Thôi đợi chút để ba đi cái đã rồi. Cái búa này với...
miệng ra kìa, con cái gì á? À, đây là con cua, bên đây là con cua. Bên đây là con cua, Tim. Hả, có nhiều cá không con? Đó các bạn, đó là toàn bộ những cái cảnh đẹp của Đầm Sen mà chị và bạn Tiên Mình Dâu đã trải nghiệm qua. Bây giờ các bạn ấy đang ở khu Chó Đớn, là cái khu ở phía ngoài của cổng ra số 1, mình chuẩn bị đợi ba lấy xe và trở về. Các bạn ơi, Đầm Sen ngoài những cảnh đẹp ra thì còn rất là nhiều những trò chơi thú vị, và chị sẽ làm những cái clip sau cho các bạn xem nhé. Rồi, bây giờ lên xe về ha. Rồi, bye bye Đầm Sen nha. Hẹn gặp lại mọi người.